Thưa quý vị, lúc này quý ông tiếp theo chuẩn bị đến với thử thách trí tuệ. Đó không ai khác là quý ông Thế Vũ. Bác Hồ từng nói rằng có tài mà không có đức là vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Đúng như vậy, một người đàn ông được xem là thập toàn thập mỹ phải hội tụ rất là nhiều yếu tố, trong đó có tài đức vẹn toàn và văn võ song toàn. Bên cạnh đó, sự sức khỏe và tri thức cùng với tài năng và đạo đức góp phần tạo nên một khí chất toát ra bên ngoài một người đàn ông mà khiến cho tất cả mọi người khi tiếp xúc với anh ta đều phải tôn trọng và ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, sự khiêm tốn rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta có tài, chúng ta có tất cả mọi thứ, mà chúng ta không có khiêm tốn thì chúng ta không thể học hỏi được tất cả những điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống. Em tự tin rằng mình có đầy đủ tố chất và luôn hướng đến việc hoàn thiện để trở thành một quý ông thập toàn thập mỹ trong mắt của gia đình, bạn bè và xã hội. Em cảm ơn. Thưa quý vị, đó là một phút của Thế Vũ. Ngay bây giờ, xin mời giám khảo chúng ta bắt đầu nhập cuộc. Xin mời. Ngay tại sân khấu này, Trinh đã được coi rất nhiều những tình huống và thấy để hướng tới sự thập toàn thập mỹ là điều rất khó. Luôn luôn có cái khuyết ở chỗ nào đó. Vậy thì bạn có thể chia sẻ với chúng tôi được biết, bạn nhớ tới lần nào mà mình ân hận nhất vì mình đã làm sai điều gì đó, và bạn có kế hoạch gì để thay đổi hoặc là sửa sai hay không? Dạ, thì như em đề cập, em chỉ sợ nhất rằng mình không giữ được cái sự khiêm tốn bản thân thôi. Vì như chị cũng biết rằng là khi mà chúng ta đạt được một cái thành công, hay là chúng ta có tài năng hay có sắc đẹp đi chăng nữa, thì cái tôi của mình sẽ rất là lớn. Dạ. Có lần nào như vậy chưa? Dạ, có rồi. Dạ. Và thật sự thì có đôi lúc em cảm thấy rất là tự tin với bản thân mình, và chỉ cần được khi mà mình đạt được thành công và mình được mọi người tung hô thì mình có một cái gì đó hơi tự cao, chỉ là trong suy nghĩ của bản thân thôi. Và em nghĩ rằng đó là một cái sẽ làm cho chúng ta thất bại ở phía sau đó, bởi vì bất kỳ một cái đỉnh cao nào đằng sau nó cũng đều là một cái bậc thẳm. Theo em ý, thì một quý ông thập toàn thập mỹ thì có nhất thiết là phải có sức mạnh không? Dạ chắc chắn. Sức mạnh nhá. Dạ, mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần. Là những người mà quý ông thập toàn thập mỹ là chắc chắn là phải có sức mạnh hả? Dạ, mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần luôn. Bởi vì nếu như không có sức khỏe thì không làm được cái gì hết chị. Dạ. Sức mạnh khác sức khỏe nhá. Dạ đúng rồi. Sức mạnh, thể chất, tinh thần luôn. Thế thì những người mà đàn ông mà bị khiếm khuyết về cơ thể, chẳng lẽ họ không thể là quý ông thập toàn thập mỹ? Họ vẫn có thể sử dụng cơ thể của họ, họ chỉ khiếm khuyết cái này, nhưng mà đó không phải là cái lý do để họ không cố gắng hoàn thiện về cái sức mạnh của mình. Trong cuộc đời của mình, có bao giờ em đã làm một việc gì mà em cảm thấy thực sự xấu hổ không? Vào năm 2019, lúc em được đại diện Việt Nam lọt vào top 16 dự thi cuộc thi Asia's Got Talent, tìm kiếm tài năng châu Á, và em đã rớt từ vòng bán kết, và em nghĩ đó là sai lầm rất là lớn của em. Và đó là do tại sao em trau dồi đến thời điểm hiện tại, bắt buộc rằng cái tài năng của em nó phải thật là nổi trội. Em rất là sợ người khác xem thường tài năng của em. Dạ. Thưa quý vị, đó chính là Thế Vũ. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ quý ông tiếp theo.